Honda BLX 110 Lê Thắng đĩa sau Nissin là tiệm sửa xe Khánh. Thắng ăn có bánh nhẹ nha anh em. Anh em nào có nhu cầu Lê Thắng đĩa sau, Thắng ăn có bánh nhẹ thì qua tiệm Khánh làm ha. Có bảo hành bao giờ anh em. Đây anh em coi bánh quay rất là nhẹ. Quay nhẹ trong trống nha anh em. Quay tới sáng mai luôn á. Thắng một cái lít bánh anh em. Về đan rất là cao, không có về đan sâu như mấy chỗ khác nào ha. Tháo ráp dễ dàng. Bằng xin ra bỏ đường xa cho anh em vô tư. Rồi anh em nào có nhu cầu làm thì cứ qua tiệm khác làm ha. Đây. Quay rất là nhẹ. Đây là mới làm nha anh em. Còn mà chạy vài bữa nữa là nhẹ hơn nữa đó.